Có Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, bạch thầy, hiện nay con đi tu tại gia, nhưng chồng và con của con thường ngăn cản và hay phủ định những điều con nói về Phật pháp. Con nên làm gì thưa thầy? Một câu hỏi cũng rất khó. Tưởng dễ nhưng mà khó đấy, không phải dễ các quý vị ạ. Không chỉ Phật tử này mà tôi tin rằng ở trong này ít nhất phải có đến 1/5 đến 1/6 các Phật tử chúng ta đang gặp trường hợp này. Có những Phật tử thì chồng ngăn cản, có những Phật tử thì con ngăn cản, có những Phật tử có khi vợ ngăn cản, thế mới đau ngược lại. Vợ ngăn cản có nghĩa là chồng muốn đi chùa nhưng mà vợ không cho đi. Vợ ngăn cản tức là, nhưng mà trường hợp này thì ít hơn. Xin chúc mừng một tràng pháo tay những ai mà bị vợ ngăn cản. Bị vợ ngăn cản có nghĩa là chính các ông đã khởi được tín tâm với Phật trước cả vợ. Như vậy là một điều rất khó, hy hữu mà chúng ta làm được trong một mái ấm gia đình ở tại gia chúng ta. Cho nên tôi bảo chúc một tràng pháo tay trước đối với các ông ngồi đây. Chắc là thôi, xin một tràng pháo tay nữa của các bà cho tất cả các ông ngồi ở trong hội trường này. Ở đây á, chúng ta biết rằng á, Phật pháp nó là cái nhân duyên. Nhân duyên chưa chín á, thì chúng ta có muốn níu kéo không được. Nó phải chín thì chúng ta mới khiến cho người thân của chúng ta hiểu được. Đó. Chúng ta biết đó, thời xưa cái Đức Phật còn tại thế thì kể cho các quý vị một câu chuyện ở trong kinh Nikaya, tức là cái nhà hàm á. Một hôm Đức Thế Tôn với 1250 vị tỷ khiêu đi khất thực. Bây giờ ở phía trước có bà cụ già chống gậy đi ăn xin lỏm khỏm ở trước Đức Phật. Tôn giả A Nan thấy như vậy bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì sao bà cụ già kia lại khổ sở như thế, một mình lang thang ăn xin ăn mày ở ngoài phố như vậy? Đức Phật im lặng không nói gì. Tôn giả A Nan tiến gần hơn bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn là bậc vô thượng chính đẳng chính giác, có đầy đủ công đức và trí tuệ, Đức Thế Tôn có thể độ được tất cả chúng sinh. Vậy con xin Đức Thế Tôn hãy độ cho bà cụ ăn mày kia sớm được hết khổ. Đức Thế Tôn cũng không nói câu gì. A Nan tiến gần hơn lên bạch Đức Thế Tôn một lần nữa như vậy. Đức Phật nói rằng: này A Nan, Đức Như Lai xuất hiện ở trên đời là một bậc vô thượng chính đẳng chính giác, công đức và trí tuệ của Như Lai có thể ban trải cho tất cả chúng sinh ở trên thế gian này, nhưng chúng sinh ở trên thế gian này nếu không đủ duyên lành cũng sẽ không thể kham nhận được giáo pháp của Như Lai, cho nên Như Lai không thể hóa độ được những người không có duyên. Tôn giả A Nan một lần thứ tư nữa bạch với Đức Thế Tôn rằng: Đức Thế Tôn chưa thử làm sao mà biết? Đức Thế Tôn im lặng không nói gì. Tôn giả A Nan quỳ xuống trước mặt Đức Thế Tôn bạch rằng: con nhìn thấy bà cụ khổ đau quá, thương quá, cho dù đi thế nào đi chăng nữa con cũng xin Đức Thế Tôn là hãy thuyết pháp cho bà lão ăn mày kia nghe một bài pháp. Chúng ta thấy bây giờ Đức Thế Tôn không thuyết thì không được. Vì vậy mà Đức Thế Tôn bắt đầu là yên lặng nhận lời với A Nan, đệ tử của thị giả của mình. Ngài từ từ bước tới. Ngài là người đầu tiên chào hỏi bà cụ ăn mày đó. Ngài cung kính chắp tay lên chào bà cụ ăn mày đó. Các vị biết thái độ của bà cụ ăn mày đó làm sao không? Nguýt lườm Đức Phật một cái thật dài và quay mặt nhìn đi chỗ khác. Đức Thế Tôn bắt đầu hỏi thăm: từ sáng đến giờ cụ đã được ăn uống gì chưa? Bà cụ bảo: việc gì thế ông mà ông phải hỏi tôi? Đức Thế Tôn bảo: Tôn giả A Nan là gì? Hãy lấy thức ăn của Như Lai để san cho, san sẽ để chia sẻ cho
bà cụ một chút. Bà cụ bảo á, tôi không cần thức ăn của ông. Tuy tôi là ăn mày, nhưng mà tôi cũng không cần thức ăn của ông. Ông cũng là kẻ ăn mày, có khác gì tôi đâu. Từ sáng đến giờ ông cũng đi ăn mày mà. Ông lại còn là ra dáng ra điều là thương tôi hay sao? Vân vân, nói một tràng thật dài, khiến cho Đức Thế Tôn không thể mở mạch của giáo pháp đem vào tâm hồn của bà ấy được. Rồi Đức Thế Tôn bắt đầu nói một câu về giáo pháp, đụng tới giáo pháp, nói về nhân quả. Vì sao mà Đức Thế Tôn đi ăn, đi khất thực? Đức Thế Tôn đi khất thực và bà cũng đi xin ăn, nhưng mà hai người hoàn toàn khác nhau. Nói đến đó một cái bà cụ quay mắt, quay mặt sang bên cạnh. Đức Thế Tôn đi sang bên cạnh, bà cụ lại quay sang bên cạnh nữa. Đức Thế Tôn dùng thần lực. Chúng ta thấy trong kinh Nikaya ít khi thấy Đức Phật dùng thần lực. Nhưng mà lúc đó Đức Phật dùng thần lực hiện ra một tấm thân nữa. Rồi bà cụ quay sang bên cạnh, bà Đức Thế Tôn hiện ra một thân nữa. Đức Thế Tôn hiện ra bốn thân, một thân chính và ba hóa thân của Ngài, ra Đông Tây Nam Bắc, bà đều không nhìn. Rồi bà cụ ngửa mặt lên trời, Đức Thế Tôn hiện ra một tấm thân nữa là tấm thân thứ năm, ở trên trời thuyết pháp xuống. Bà cụ nhắm mắt lại, bịt tai lại, nhắm mắt lại, mắt không nghe, mắt không thấy, tai không nghe. Cho nên bấy giờ thì Đức Phật mới thu thần lực lại, thu các hóa thân của mình lại, và nói với tôn giả A Nan. Về tới tinh xá, Đức Phật mới nói với tôn giả A Nan đó: Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ là chỗ đó. Nhân thân khó được, bà cụ ấy đã được, nhưng mà Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, khó tin được là ở chỗ đó. Cho nên ở đây Phật tử này ở cái thời mạt pháp đã cách Đức Phật nhập diệt đã trên 2.500 năm nay rồi. Sang năm 2015 là 2.559 năm rồi, tính theo Phật lịch, tức là năm Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Thì chúng ta biết rằng chúng sinh càng cường khó độ nhiều biết chừng nào. Cho nên ở trong một gia đình, chúng ta có duyên với Phật, đi chùa, lễ Phật, nhưng mà chúng ta lấy được một người chồng hoặc một người vợ, hoặc là ông bà nội ngoại của chúng ta, hoặc là con cái của chúng ta không tin với, không tin Tam Bảo, không tin Phật pháp, báng phá lại những cái luận điểm về nhân quả, về đạo đức, về sự tu hành của chúng ta đó, đó là chuyện đương nhiên thường xảy ra trong cuộc sống. Vậy phải làm thế nào? Ở đây điều đó không quan trọng, mà quan trọng phải làm thế nào. Làm thế nào ư? Có rất nhiều cách để thể hiện mình, để hóa độ cho người thân của mình. Cái điều đầu tiên, ở đây chúng tôi muốn nói với các quý vị vài cái điều cơ bản thôi. Điều đầu tiên để khiến cho người thân của chúng ta hiểu được Phật pháp, đó chính là chúng ta phải thay đổi tâm tính, lời nói và hành động của mình trước đã. Chúng ta muốn thay đổi được người thân của chúng ta cho tin tưởng Phật pháp á, thì chúng ta phải thay đổi chính bản thân mình đầu tiên. Trước đây hơi một chút chúng ta sân hận lên với chồng, với con, với vợ, với con, với người thân. Bây giờ á, mỗi cái khi mà ức chế đến, hôm qua chúng tôi nói là gì, kinh nghiệm của chúng tôi, ức chế đến thì dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm khoảng độ 5-7 phút sẽ hết. Các quý vị cứ thử đi, nhất tâm niệm A Di Đà Phật chỉ vài câu thôi nó giảm, và 5-7 phút sau chắc chắn sẽ hết, bay hết biến cái tức đó. Chúng tôi đã thực hành trong mấy năm nay, thấy là vi diệu vô cùng. Có những cái chuyện tưởng chừng như chúng tôi không qua được, nhưng mà chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, chúng tôi vượt qua dễ dàng. Trong mấy tháng qua ở chùa xảy ra rất nhiều chuyện, có những câu chuyện tày đình rất lớn. Chúng tôi không muốn nói chi tiết làm gì, nhưng mà các quý vị biết đó, một cái vị trụ trì gặp những cái câu chuyện tày đình rất lớn, mà chúng tôi chỉ ăn nhẫn niệm Phật. Có Phật tử gọi điện thoại đến hỏi, nghe tôi cười trong điện thoại, vì khóc thì bảo bây giờ thầy còn cười được nữa à? Thế bảo tôi chẳng cười thì Phật tử bảo tôi khóc à? Thế bảo thầy còn cười được có nghĩa là
con cũng mừng một chút rồi, biết là thầy còn sống. Và tôi đã chết đâu mà lo, tôi chết thì có người báo, các cô đến viếng lo gì đâu. Và họ nghĩ rằng chắc là tôi phải suy sụp lắm, tôi phải phiền não lắm, tôi phải đau lòng lắm, và tôi phải khổ sở lắm, hoặc là tôi phải giận dữ lắm, vân vân. Bí quyết chỉ ở mỗi một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Mỗi khi nó khởi lên, có suy nghĩ không? Có suy nghĩ. Các quý vị nếu nói rằng thầy không phải suy nghĩ gì trong cuộc sống là không phải. Thậm chí thầy còn phải suy nghĩ hơn các vị rất nhiều. Nghĩ làm sao được cho công việc Phật sự được trôi chảy. Nghĩ làm sao để nuôi dạy đến 50-60 đệ tử xuất gia của thầy thành người. Nghĩ làm sao để cho đạo tràng chúng ta được ổn định và phát triển theo đúng đường lối của Tịnh Tông Học Hội và theo đúng chính pháp. Điều quan trọng nhất là phải theo đúng chính pháp. Theo học gì thì theo, môn phái gì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải đúng chính pháp. Một ông thầy chủ trì mà đi sai chính pháp thì tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia của ông đó gần như cũng theo bước chân của ông thầy mà đi sai hết. Cho nên điều quan trọng đối với tôi là để mình phải tu đúng chính pháp thì mới dẫn dắt được đệ tử của mình đúng chính pháp. Cho nên ở đây Phật tử này muốn làm sao để cảm hóa người thân của mình, chỉ một câu Phật hiệu diệt trừ đi tất cả những sự sân hận của mình trước đây. Trước đây hơi một tí là mình sắn chân, sắn quần, sắn áo lên cãi nhau với hàng xóm láng giềng. Nhưng bây giờ họ gieo cái nhân sân hận cho mình, nhưng mình không sân với họ, đấy mới là mình thắng họ. Cái sự thắng đó là cái thắng mà tối cao nhất, cái thắng tốt đẹp nhất, và cái sự chiến thắng là chúng ta thấy là đáng được khâm phục nhất. Chúng ta đừng nghĩ là theo Phật pháp là mềm yếu, không mềm yếu đâu. Từ cái chỗ đó, từ cái chỗ thầy khơi ra cho đó thì cảm hóa thế nào dần dần, và nhất là pháp hội như thế này này, cảm hóa dần dần á, mà phải khéo. Khéo như có một Phật tử cũng là ở Nghệ An mà cách đây mà pháp hội năm 2012 Pháp Sư Ngộ Thông về trên chùa Tản Viên đó. Ông vốn là đại tá quân đội về hưu, không có tin gì Phật pháp đâu. Vợ đi chùa, ông ấy chửi, ông mắng, ông cấm, ông ngăn, mà vợ phải đi chùa phải trốn. Cái hôm biết ở chùa có pháp hội Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức ở trên Tản Viên năm 2012 á, Phật tử phải nói dối chồng là hai vợ chồng là đi ra là lên đền Bác để thắp hương trên đền Bác. Mà bộ đội lên thắp hương Bác Hồ thì mới nghe, chứ bảo thắp hương Phật ông không nghe. Thắp hương Bác Hồ ông nghe, ông vui, ông đi ngay, bảo lên thắp hương trên đền Bác, xong rồi về cái chín đái trông. Về đó là bà biết thừa là ở chùa có pháp hội rồi, đến đó mới giả vờ với chồng là nghe tin hình như là trên chùa Tản Viên có cái lễ hội gì to lắm, mọi người đông lắm. Hôm nay mình đi lên xem thắp hương cái xem có cái gì không. Lúc đi lên tới nơi thì đã hết thời đệ nhất rồi, sang thời đệ nhị buổi chiều rồi. Bà vợ thì bảo thôi thì anh ở ngoài em đi vào lễ. Vợ ở trong lễ, chồng ở ngoài cứ cầm máy ảnh đi chụp ảnh á. Sau khi đi chụp ảnh xong rồi ông mới nhìn lại cái ảnh, bức ảnh của ông ấy. Ông mới thấy là không tin vào mắt của mình nữa. Những cái bức ảnh của ông ấy có những cái bông sen, rồi có đặc biệt là có những cái chùm giống như hào quang của vật, giống như những cái chùm bóng bay á, xanh vàng đỏ trắng, cái chùm. Không chỉ trong ảnh mà được một tí ông còn nhìn thấy bằng cả con mắt thường nữa, bay khắp cái núi Ba Vì. Ông ấy nhìn thấy như thế cho nên ông ấy khởi tín tâm. Các vị biết về như thế nào không? Có mấy tháng sau ông ăn chay trường tuyệt đối với vợ, và còn lập đạo tràng để cho vợ và mời các Phật tử đến tu nữa. Đó. Có rất nhiều cách để cảm hóa người thân của mình tín kính Phật pháp. Đó. Miễn là chúng ta có đủ kiên trì để mà làm hay không. Đó. Có Phật tử nói rằng á, con nhất tâm quy y Phật pháp tăng rồi, nhưng chồng con uống rượu rồi, khi con niệm Phật chồng con chửi con và chửi cả Phật cả pháp cả tăng. Vậy con xin phép hỏi thầy để cho con biết, trước kia con niệm Phật đọc kinh được, nhưng bây giờ khi niệm Phật đọc kinh hay ngủ gật, và như ai
bịt lấy họng. Quan Phật tử Trần Vinh, Phật tử nói rằng đây nhất tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà chồng cứ uống rượu vào là chồng lại chửi, thậm chí chửi cả Phật, cả Pháp, cả Tăng nữa. Đây là nghiệp chướng của vị đấy, cộng nghiệp đấy. Tôi cố gắng mà sám hối, phóng sinh, rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho vị Bồ Tát ở bên cạnh mình đấy. Đấy là Bồ Tát đấy. Chúng ta Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, quay oan gia trái chủ như là Bồ Tát thì chúng ta mới tu được thành tựu. Họ chửi ta, ta đừng có thoái tâm. Họ mắng ta, ta đừng có bỏ đạo. Họ không cho ta tụng kinh to, tội gì? Ta niệm Phật ở trong gì? Ở trong tâm. Niệm bằng cách gì ạ? Gọi là kim cang trì. Chỉ niệm Phật may mắn ở trên môi thôi. Cứ bốn câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chúng ta niệm. Cứ A Di Đà Phật nhẹ nhàng như thế, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, bốn câu A Di Đà Phật như vậy, hoặc sáu câu Nam Mô A Di Đà Phật như vậy chẳng hạn. Duyên không đủ để cho chúng ta lập đàn tràng tụng kinh gõ mõ to tiếng. Chúng ta có cách tu là kim cang trì niệm Phật. Công đức so với tụng kinh to tiếng không có gì khác biệt cả. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là tất cả những vị chửi mắng ta, ta coi họ như là Bồ Tát, là đối tượng để thúc liễm thân tâm tiến tu đạo nghiệp cho ta, thì ta sẽ chắc chắn sẽ trở thành một vị Bồ Tát trong nay mai thôi. Cho nên không phải lo cái điều đó. Ông càng chửi ta càng niệm Phật nhiều hơn, ông càng cấm ta càng kim cang trì mạnh hơn, ta càng phát nguyện sớm nhìn thấy là gì, thế giới này là khổ, khổ thật sự, khổ ngay trong cuộc sống gia đình chúng ta, khổ ngay trong bản thân của chúng ta. Mà muốn thoát khổ, mà cái con đường muốn thoát khổ duy nhất trong thời mạt pháp này, nhanh nhất và duy nhất, đó là niệm Phật cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và chúc Phật tử sớm đạt được cái tâm nguyện của mình, nhưng đừng có sợ chết. Con bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con xin thầy giải đáp những băn khoăn giúp con. Con xin cảm tạ thầy. Một, nhà con mới lập ban thờ Phật chung với thổ công gia tiên, con băn khoăn không biết bát hương, các hương linh gia tiên nhà con có dám về ngự trên bàn thờ đó không? Một câu hỏi rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta đó. Theo các Phật tử, gia tiên có dám về không? Ai bảo có giơ tay? Rồi, có ai bảo không giơ tay? Có một vài Phật tử giơ tay mà không về được. Cũng có một vài người mà giơ tay mà không về được. Xin thưa các quý vị, tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh nhá, là còn hơn cả người mẹ hiền thương đứa con thơ. Mục đích thành Phật của chư Phật á, là để gì? Khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Mục đích hành Bồ Tát Đạo để thành Phật của Đức Phật là độ tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật như Ngài. Ở trên đời này, tình thương của người mẹ hiền dành cho đứa con thơ như thế nào thì tình thương của Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh cũng y như thế, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Cho nên không có cái chuyện là trong gia đình thờ Phật ở trên có cả thần linh gia tiên mà gia tiên chúng ta không dám về, không về được, không có cái chuyện đó. Nếu chúng ta nói như vậy, chính là chúng ta đánh mất đi niềm tin vào Đức Phật. Vậy ngay đây tôi hỏi các quý vị, ở đây là một ngôi chùa thờ Phật chính hiệu mà 100%, đúng không? Vậy các Phật tử chúng ta có về đây được không? Thầy có cấm các quý vị về đây không? Phật có cấm chúng ta về đây không? Không. Vậy dương sao thì âm cũng thế. Tôi luôn luôn mong các quý vị về đây để tu tập. Và Đức Phật rất vui, rất hoan hỷ khi nhìn thấy các Phật tử là những đứa con tại gia của Ngài mấy tháng lại về chùa cùng nhau thầy trò mở một pháp hội, cùng nhau tu tập, cùng nhau ôn lại giáo lý của Ngài, và cùng nhau ngồi đây 3-4 ngàn người nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta đang làm theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca.
trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho chúng sinh an lạc, cầu cho Phật pháp được trường tồn, và cầu cho sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta được vãng sinh Tây phương Cực Lạc thế giới. Đồng thời là tri ân báo ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người có công về tổ quốc, hồi hướng cho các hương linh gia tiên của chúng ta cũng sớm được thoát khổ tam đồ, vân vân và vân vân. Đó, Đức Phật nhìn thấy chúng ta về đây, Ngài hoan hỷ lắm. Tôi là một phàm phu tăng đang trên bước đường tu hành, nhìn thấy các quý vị tôi còn hoan hỷ mà, huống chi là Đức Phật. Cho nên ở đây vị hỏi gia tiên có về được không, tôi khẳng định là về được, mà về rất hoan hỷ nữa, không sao. Còn cái cúng bái gia tiên như thế nào, liên hệ tới cái câu hỏi trước, đúng không? Liên hệ tới câu hỏi trước. Vị này hỏi nhiều lắm, nhưng mà thôi trả lời một câu thôi, không có thì dành cho người khác. Một Phật tử nữa hỏi là: A Di Đà Phật, thưa bạch thầy, khi xưa nhà con thờ tứ phủ, giờ con đi theo Phật còn ba bát hương, một là Đức Đại Vương Trần Hưng Đạo, hai bát hương của các cô không thờ có được không? Chỉ thắp hương một bát thờ Phật có được không ạ? Thờ trong nhà, vị này nói là ngày xưa theo tứ phủ có bốc bát hương thờ Đức Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương và bát hương thờ các cô và một bát hương thờ Phật. Thì bây giờ trong nhà chỉ thắp một bát hương thờ Phật thôi, còn hai bát kia không thờ, không thắp hương để cho nó mốc à? Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Ngài không phải là ngoại đạo. Ngài vốn là khi còn sống á, chúng ta biết là Ngài là một vị đại tướng quân, giống như là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp của ở thế kỷ 19-20 của chúng ta vậy. Ngài có công rất lớn với đất nước, cùng với triều đại nhà Trần là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh, và được toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta là tôn kính và suy tôn Ngài như là một vị thánh ở trong lòng dân tộc. Chúng ta thờ Ngài không có gì sai, điều quan trọng nhất chúng ta thờ có đúng hay không thôi. Chỉ cũng chúng ta thờ tôn tượng của Ngài, bốc bát hương để cúng dường Ngài, đó là một việc làm rất tốt, rất nhân văn, rất ý nghĩa, rất nhân đạo. Phật tử chúng ta làm điều đó rất tốt. Chúng ta thấy ở dưới ban thờ của Địa Tạng ở trong Pháp Hội chúng ta thì có thờ di ảnh của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà chính là cái tuần lễ 35 mà gia đình nhà cụ và trực tiếp là con gái của cụ, cô Võ Hòa Bình thỉnh ảnh lên để cùng với Pháp Hội chúng ta làm khóa lễ tri ân báo ân cố đại tướng. Thì cho nên cái ảnh đó được thờ từ đó nay, và chắc chắn ảnh đó đã có duyên với chùa chúng ta ở đây rồi. Và chúng ta vẫn thờ phụng các ngài bình thường, thanh bông hoa quả đèn hương bình thường. Chúng ta đừng nghĩ là thờ thánh là phải sát sinh để cúng các ngài, không có việc đó. Đức Trần Hưng Đạo á, chúng ta biết là khi còn sống á, đọc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam á, các quý vị phải đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam mới thấy rằng á, Đức Sơ Tổ Trần Nhân Tông và ngài Trần Hưng Đạo đều là học trò học Phật pháp với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Hai người đều học Phật với Tuệ Trung Thượng Sĩ, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam ở thời nhà Trần. Gọi là thiền sư nhưng mà ngài là Phật tử đại gia, giống như Bồ Tát Duy Ma Cật ở thành Xá Vệ khi Đức Phật Thế Tôn còn tại thế. À, Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư nổi tiếng, đó chính là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, mang cái hình dáng của một cư sĩ đại gia, nhưng mà về giáo lý cũng như là về sự hành trì của ngài phải nói là siêu việt về mặt đạo đức và giới hạnh. Chúng ta biết là đến Trần Nhân Tông là Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, còn là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ mà. Và Trần Hưng Đạo cũng chính là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ, cùng học Phật pháp với ngài. Chính vì học Phật pháp á, cho nên chúng ta mới nghe thấy một câu chuyện là gì? Trần Hưng Đạo biết được phép thuật. À, khi mà cái quân giặc của Nguyên Mông á, sang Việt Nam chúng ta xâm chiếm, khi mà cái tướng giặc á, bị mà chúng ta bắt được á,
xong rồi đem ra để pháp trường để xử trảm nó, chém đầu để thị uy cho binh lính của chúng ta, thì các vị biết là chém mãi nó không chết. Nó có phép thuật, chém nó không chết, dao chém nó không chết. Thì bây giờ cái đấy thì chúng ta mới nghe, chúng ta nghĩ là như đấy là một cái chuyện tiểu thuyết tiếu lâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết là có những cái võ công người ta học gọi là cái võ ma đó, cái quyền thề hay là võ ma đó. Chúng ta biết là họ biểu diễn cả lên tivi, các vị thấy đó. Qua cái sự khổ luyện và có một chút cái sự huyền bí về tâm linh nữa. Chúng ta thấy khi mà họ đọc cái câu thần chú nữa, họ lên họ cứ như người say, họ lên là dao chém vào không đứt. Thầy xem ở trên VTV3 mà có cái trường hợp là mấy cái anh thanh niên ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong miền trong họ biểu diễn cái võ thuật của họ. Dao chém không đứt, chém bụp bụp và không có đứt. Đó. Thì chúng ta thấy cái trường hợp đó có cái sự khổ luyện cộng với một chút vấn đề tâm linh, họ có làm được cái vấn đề mà người bình thường không thể làm được đó. Thì chúng ta biết là binh lính chúng ta chém mãi nó chả chết. Bây giờ đích thân là đại tướng quân của chúng ta đó chính là ngài Trần Hưng Đạo ra phải gì, và ngài đọc câu thần chú của Phật lên, rồi ngài dùng một chút những cái ngài biết được, những cái họ học cái phép thuật đó thì dùng cái gì để xử nó, và ngài ra ngài đích thân ngài vung dao ngài chém thì nó mới chết. Thì chúng ta biết rằng á, ngoài là một vị tướng quân bình thường đánh giặc ra, ngài còn là một vị nghiên cứu về Phật pháp rất thâm sâu. Đó chính là đệ tử của Phật, đệ tử của Tuệ Trung Thượng Sĩ, đệ tử của Phật môn ở tại gia đó. Và chúng ta biết là cố đại tướng Phó Nguyên Giáp khi cuối đời của ngài á, khi mà về hưu tuổi già, ngài cũng quy Tam Bảo và tu hành về thiền. Ngài nghiên cứu và tu tập về thiền. Ngài đã theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ và tu tập về thiền. Đó. Cuối đời ngài là nghiên cứu Phật pháp, giống như các vị mà nổi tiếng ngày xưa về thời xưa của Việt Nam chúng ta vậy. Đó, cho nên cái việc mà thờ bát hương Đức Trần Hưng Đạo ở trong nhà rồi thì chúng ta cứ thờ bình thường, vẫn cắm hương, vẫn lễ bái bình thường. Nhưng điều đặc biệt là chúng ta chỉ thanh bông hoa quả để cúng ngài giống như cúng Phật thôi, thì công đức vô lượng. Chứ đừng nghĩ là thờ thánh trong nhà là phải giết gà mổ lợn, không có cái chuyện đó. Kể cả thờ thánh mẫu cũng không phải làm điều đó. Nếu có thời gian sau này thì kể cái chuyện thánh mẫu Liễu Hạnh quy y với Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Vì sao ở trong chùa lại được thờ thánh mẫu Liễu Hạnh, lại được thờ ở bên cái nhà ở bên cạnh Tam Bảo, thấp hơn một chút. Nền nhà thờ mẫu bao giờ cũng thấp hơn nền chùa Tam Bảo một chút, và thường là được thờ bên cạnh. Đó. Vì là ngài chính là đệ tử tại gia đã thọ ngũ giới và thập thiện với Quán Thế Âm Bồ Tát, và sau này được hiển thánh và được tôn sùng như là một vị đệ tử tại gia của Đức Phật. Mà chúng ta biết thọ năm giới thì còn sát sinh không? Không sát sinh nữa. Tu tập bát quan trai giới, tức là cái sự tu tập của Liễu Hạnh thánh mẫu đó, phải hơn các Phật tử chúng ta rất nhiều, ngài mới có cái công đức đó. Nhưng bây giờ những cái người thờ thánh ấy, hiểu lầm cho nên là cứ giết gà mổ lợn, làm cỗ to sát sinh nhiều, cúng tế ngài và mong ngài độ cho, như vậy là sai với cái tâm nguyện và cái sự hiển thánh của các ngài. Đó là câu trả lời đó. Thầy bảo là có thờ được bình thường, cũng không cần phải bỏ đi đâu, cứ thanh bông hoa quả nhang đăng bình thường đó. Người ta lại hoan hỉ, lại quay trở lại, họ lại gia hộ cho gia đình chúng ta càng tốt. Một câu hỏi nữa là: con bạch thầy, nhà con ở gần chùa có các quý thầy tu thiền mà con lại tu theo pháp môn tịnh độ, con lại không gần chùa các thầy tu tịnh độ, con có nên hàng ngày đến chùa học pháp và theo đạo tràng ở đó sinh hoạt không? Con kính xin thầy gửi cho con giảng giải cho con rõ ràng phân minh ạ. Ở trường hợp này á, thì nếu mà Phật tử này phát nguyện tu tập theo pháp môn tịnh độ và nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì trong cái thời gian đầu mà tâm chưa vững, đạo chưa cao, trí tuệ chưa đủ để giữ được cái niềm tin vững chắc vào pháp môn của mình, thì tốt nhất
là chỉ đến những đạo tràng tu theo tịnh độ và chỉ nghe pháp về tịnh độ thôi. Còn sau này khi mà tâm đã vững, trí đã khai, không còn nghi ngờ với các pháp môn của Phật nữa, thì chúng ta có thể đi đến tất cả các đạo tràng, đến tất cả các ngôi chùa về các pháp môn như Thiền Tông, Mật Tông, Luật Tông, Thiên Thai Tông, v.v. Các quý vị đều có thể đến, đều có thể nghe pháp, không có gì chướng ngại. Đó. Nhưng bây giờ mà tâm chưa vững thì tốt nhất chỉ một pháp môn, tin sâu nguyện thiết trường kỳ chuyên tu, bao giờ mà không còn nghi ngờ nữa thì mới đến những nơi đó. Thầy cho lời khuyên như vậy. Còn câu thứ hai, vị nói là trên bàn thờ con có để ảnh Phật và bát hương gia tiên thần linh vân vân đó, thì có được khấn các vị không? Bình thường các quý vị có thể vẫn đọc tụng kinh điển ở trên bàn thờ thờ chung như vậy vẫn bình thường. Nhưng mà tốt nhất ở trên bàn thờ Phật thường là phải kê cao hơn một chút. Nếu không, trong một phòng thờ mà nó rộng rãi, để cái bàn thờ Phật riêng ra thì nó trang nghiêm thanh tịnh hơn thì càng tốt. Mà gia đình chúng ta mà hơi chật hẹp một chút, chưa có điều kiện, chúng ta thờ chung một bàn thờ vẫn được. Nhưng mà chúng ta đóng một cái kệ cao hơn bàn thờ gia tiên của chúng ta khoảng 10 phân, để sâu vào phía trong ấy, bàn thờ Phật chỉ cần một bát hương, cắm được một lọ hoa, để một đĩa quả và để được 3 chén nước lên trên bàn thờ Phật là được. Còn dưới bàn thờ thần linh gia tiên thì một cái bát hương thần linh ở giữa, gia tiên ở bên phải của tay mình hướng vào và tổ cô tổ cậu ở bên trái tay mình hướng vào lễ đó. Như vậy là chúng ta vẫn lễ khấn bình thường. Mồng một ngày rằm hay ngày giỗ ngày chạp, nếu mà gia đình chúng ta mà chưa chay trường tuyệt đối được, chồng con hoặc là vợ con hoặc là ông bà chưa hoan hỉ cho chúng ta cúng chay vào những ngày mùng một, ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ chạp đó, thì chúng ta vẫn cứ cúng bình thường ở dưới ban thờ gia tiên. Nhưng tốt nhất thì không nên sát sinh, ra chợ để mua những đồ làm sẵn. Phật pháp là rất uyển chuyển cái chỗ đó, không quá nặng nề. Không có bây giờ chúng ta bảo chồng con hoặc là ông bà chúng ta hoặc là người thân chúng ta cho chúng ta thờ Phật, chúng ta được thờ Phật rồi chúng ta lại lấn thêm một bước nữa bảo trên ban thờ gia tiên có cả Phật trên đó, cho nên ngày giỗ ngày Tết là không cho cúng mặn. Không cho cúng mặn hai bên gia đình chúng ta giữa người trong nhà gây áp lực với nhau. Chúng ta thì nhất quyết là phải cúng chay, còn người nhà thì nhất quyết là phải cúng mặn. Hai bên một đàng thì chay một đàng thì mặn và sinh ra xô xát. Và cuối cùng bảo là nếu mà chúng ta yếu thế hơn ông bà hoặc chồng chúng ta hoặc người thân chúng ta mạnh thế hơn, nó bảo là thế thì mày muốn cúng chay mày đem đi đâu mà cúng, đây là nhà tao, thế là chết rồi. Đó. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm rất tế nhị trong cuộc sống. Chúng ta đừng có nặng nề, đừng có chấp vào một cái gì cả. Tu hành là phải xả ly và phải an lạc. Đó. Tùy thuận chúng sinh, nhi vi lợi ích. Tức là chúng ta tu hành là phải tùy thuận theo tâm nguyện của chúng sinh mà đem lại lợi ích cho họ. Cả năm có một hai ngày giỗ thôi. Có một vài cái ngày lễ Tết như là Tết Thanh Minh, rồi Tết âm lịch là ngày giỗ vân vân chẳng hạn. Người thân chúng ta chưa hiểu, muốn cúng lên trên ban thờ những cái đồ thờ cúng như là người nhà ăn bình thường á, chúng ta cứ hoan hỉ đi, ăn gì cúng đấy. Xong rồi tụng kinh hồi hướng sám hối, vào đó mất vài buổi tụng kinh là được. Còn lại một năm 360 ngày, chúng ta cứ cho là mất 10 ngày đi. Còn lại 350 ngày nữa cơ mà, đúng không? Là ngày dành cho chúng ta vẫn lãi nhiều chứ. Tính một cái công thức như vậy rất là đơn giản mà chúng ta không hòa thuận được với người thân của chúng ta. Như vậy là chúng ta gì? Quá kém, học Phật quá kém. Đó. Cho nên cái việc này các quý vị đây thì nói rộng ra như vậy cho chúng ta có kinh nghiệm trong cuộc sống. Đó. Cứ hoan hỉ, tùy thuận chúng sinh mà đem lại lợi ích cho họ. Đó. Không quan trọng cái điều đó. Chỉ có điều là chúng ta hay cố gắng làm sao đó để khuyên gia đình những ngày giỗ, ngày Tết đó, chúng ta cố gắng không tự tay nhà mình sát sinh ở trong nhà. Ra chợ gặp gì mua đấy, gọi là gì? Gọi là tam tịnh nhục. Mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe con vật đó kêu trước khi nó chết, và mình không gọi điện thoại bảo giết cho tôi mấy con gà nhé, nhà tôi mai có khách. À, thế là được. Ra chợ gặp gì mua đấy gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật nói rằng các Phật tử còn sơ tâm vào đạo, có thể
có thể phương tiện cho họ làm được điều đó. Đó. Dẫn dắt dần dần, dẫn dắt dần dần. Đó. Đấy là một cái kinh nghiệm. Có một Phật tử hỏi là đạo, bạch thầy tổ đạo tràng Yên Thủy chúng con xin hỏi thầy, chùa chúng con hiện đang thờ Phật Trần Đề, thờ hai ông Mãng Xà. Chúng con xin hỏi thầy thờ như thế có đúng không? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin hỏi thầy, chúng con đã đi quy y ở chùa nhà, chúng con đã có áo lục thù. Khi chúng con chết, chúng con có được mặc theo người không? Nếu không mặc được thì cái áo đấy phải xử lý như thế nào? Đó. À không, câu hỏi đây là cũng rất rất là ý nghĩa với các Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử ở nông thôn đó. Ý thứ nhất, thầy xin trả lời nói là điện thờ Phật có thờ Mãng Xà ở trong điện không? Không. Thờ như vậy là thờ sai. Thờ Mãng Xà thường là cái thờ theo bên tứ phủ. Còn thờ Phật không có thờ hai con rắn là treo, con rắn xanh, con rắn trắng là treo ở trên, là cho ngóc đầu xuống như vậy, nhìn ghê ghê cả người ra. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn thấy rắn bình thường ai cũng sợ mà. Tại sao trong ban thờ Phật lại đi thờ hai con rắn bằng nộm ra vào đấy làm gì? Như vậy là thờ sai. Về nên khuyên dân làng và các Phật tử nên bỏ đi. Thờ Phật nó là trang nghiêm và toát lên cái vẻ từ bi cứu độ chúng sinh của một điện thờ Phật. Chứ đừng có thờ như thế loang loang lổ lổ, Phật trả ra Phật, Thánh trả ra Thánh. Thờ như vậy sẽ không tốt cho vấn đề tâm linh đâu. Ý thứ hai, vị hỏi rằng á, đã quy ở chùa nhà và có mua áo lục thù hải hội. Ngày xưa đi quy, nhất là các chùa nông thôn thì chùa nào quy Tam Bảo họ cũng là phát cho cái bộ áo lục thù, hoặc là bảo mua cái bộ áo lục thù để sau khi mặc vào á, lục thù tức là sáu thù, áo rất là mỏng, rất là nhẹ. Vì sao gọi là áo lục thù? Trong kinh A Hàm có giải thích rằng chư thiên ở quái trời Đao Lợi, áo của họ, người của họ to, to cao gấp 100.000 lần con người ở thế giới chúng ta này. Chiếc áo của họ dày và đẹp, nhưng mà lại nhẹ có 6 thù thôi. Cho nên sau này những người đọc thấy cái bài kinh đó và nghĩ là gì? Nói là các Phật tử thôi sau khi chết làm một cái bộ áo như thế, gọi là áo lục thù, đặt tên cho áo lục thù hải hội, mặc vào một cái để không bị đọa vào trong ba đường ác, để áo đó nhẹ cho nên để bay về với Phật cho nó dễ, bay lên các quái trời cho nó nhanh tới, để không bị chìm xuống, không bị nặng nó chìm xuống. Nhưng mà nghĩ như vậy là nghĩ sai. Giáo hóa chúng sinh phương tiện như vậy là phương tiện dở hơi, không đúng với chính pháp của Đức Phật. Cho nên ngày xưa Đức trưởng lão Hòa thượng Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đó, cũng như là cố Hòa thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng viên Hạ Thành đó, giảng cho chúng tôi nói rằng mặc áo lục thù hải hội không chỉ giải thoát, không chỉ lên được với Phật, với quái trời, mà còn đọa nhanh hơn và sâu hơn nữa. Vì sao? Vì trong cái áo lục thù hải hội đó có in hình ảnh của Phật, của Bồ Tát, có in thần chú của Phật, của Bồ Tát trong đó. Chúng ta biết rằng á, bình thường khi còn sống như thế này, các vị cứ mặc thử đi ra chợ xem, ai cũng bảo các vị là con điên hết. Thật mà. Ai cũng bảo chúng ta thần kinh mới mặc cái áo đó. Áo chả ra áo, người chả ra người, ma chả ra ma. Ai dám chơi với chúng ta nào? Mà thậm chí họ nhìn thấy chúng ta mặc ra ngoài chợ một cái, có khi họ thương chúng ta, họ nghĩ là chúng ta điên, họ cho chúng ta một vài đồng tiền lẻ, họ vứt cho chúng ta. Họ không dám gần nữa. Huống gì là Phật, là Bồ Tát, là chư thiên dám gần chúng ta đúng không? Cái đấy là một phần. Một phần nữa là chúng ta biết sau khi chúng ta chết đi, chúng ta bình thường là gì? Trong uy nghi của nhà Phật, Đức Phật có dạy, chư tổ có dạy chúng tôi á, kinh sách pháp bảo của Phật á, rách gì mà còn sửa được thì phải sửa, mà không sửa được á thì phải cung cung kính kính xây tháp để thờ, hoặc là tụng bát nhã để hóa đi, chứ không được bỏ tạ lang mỗi nơi một tí, mỗi chỗ một tẹo. Trong cái áo lục thù hải hội á, chúng ta biết là có hình tượng, hình ảnh của Đức Phật in ở trong đó, và có gì, có thần chú của Phật ở trong vậy, trong đấy. Bình thường khi chúng ta còn sống á, 3 ngày không tắm, mùi thơm chiên đàn nó bay ra là mọi người không chịu được, đúng không? Mùi chiên đàn gì mọi người không chịu được.
10 ngày không tắm thì khỏi phải chê nữa. Mà chết rồi khoảng độ tầm 3 ngày 3 đêm á, bụng nó trương lên, kiểu khiếu bắt đầu chảy nước ra, cái mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu chảy ra. Khoảng độ 1 tuần sau, xanh trướng ứng phình lên. Rồi khi mà cái bụng chúng ta mà nó vỡ ra nữa, nó bẩn, cái nước bẩn ở trong cơ thể chúng ta chảy ra, nó còn hôi thối nồng nặc vô cùng, nó chảy hết vào cái thần chú và cái hình ảnh của Đức Phật ở trên áo lục thù hải hội đó. Các quý vị xem có phúc hay là mất phúc đấy? Tôi chỉ giải thích một cái đơn giản như vậy thôi. Mất phúc hay có phúc? Chắc chắn là mất phúc. Bình thường khi còn sống là một Phật tử, chúng ta nhìn thấy tôn tượng di ảnh của Phật, chúng ta cung cung kính kính, đúng không? Có ai chúng ta là một Phật tử mà dám đạp lên ảnh hình ảnh của Đức Phật không? Có ai dám trải cái hình ảnh của Đức Phật để nằm để ngủ lên trên không? Không. Vậy mà khi chết tại sao chúng ta lại làm điều đó? Đấy là do vô minh, đó là do không biết tới Phật pháp một cách chân chính. Ông sư nào, thầy sư nào mà dạy các Phật tử của mình làm điều đó? Ngày xưa Đức Pháp Chủ, ngài chưa lên Pháp Chủ, nhưng mà ngài nói rằng thì đó là cái vị sư vô minh nhất ở trên đời đó. Ngày xưa ngài dạy chúng tôi, ngài kịch liệt, ngài nói sau này các thầy á, ra trường đi làm trụ trì á, các thầy muốn tránh được ba đường ác đạo, đừng bao giờ khuyên các Phật tử mặc áo lục thù hải hội cho vào trong quan tài. Vì làm như vậy chính là các thầy hủy hoại Phật pháp, làm như vậy chính là các thầy đẩy các Phật tử vào ba đường ác đạo nhanh hơn, rồi các thầy cũng sẽ vào trong ba đường ác đạo như họ không khác. Đấy là Đức Pháp Chủ ngày xưa ngài cực lực phản đối và nhắn nhủ chúng tôi từ ngày đó. Cho nên á, bây giờ các Phật tử tóm lại là đừng có mặc áo lục thù hải hội sau khi chết. Vậy bây giờ Phật tử hỏi, vậy bây giờ phải làm cách nào? Đơn giản thôi. Nếu mà có chùa thì mang ra chùa tụng một biến kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng vân vân, để lên trên ban thờ, xong rồi tụng xong các vị khấn nguyện trước Tam Bảo là do ngày xưa chúng con không biết, cho nên là chót mua về. Thì nay chúng con biết rồi, sám hối Phật Tổ là cho chúng con là xin được gì? Xin được hóa cái bộ quần áo lục thù hải hội này đi, không có để sau này không có con cháu nó mặc vào, người thân nó mặc cho con thì tội chết. Cho nên khi hóa thì các vị khi ra hóa thì nên tụng Bát Nhã để hóa, hóa xong hồi hướng Tam Tự Quy, thế là xong, ngon lành cành đào ha. Có Phật tử hỏi là A Di Đà Phật, bạch thầy, hiện nay con đi tu tại gia nhưng chồng và con của con thường ngăn cản và hay phủ định những điều con nói về Phật pháp, con nên làm gì thưa thầy? Một câu hỏi cũng rất khó. Tưởng dễ nhưng mà khó đấy, không phải dễ các quý vị ạ. Không chỉ Phật tử này mà tôi tin rằng ở trong này ít nhất phải có đến 1/5 đến 1/6 các Phật tử chúng ta. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.